Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là đột tử, xác nhận là do ảnh hưởng của thuốc. Nạn nhân là chủ biệt thự này từ Thục Quyên. Sáng nay người làm của cổ phát hiện cổ nằm trong phòng nên đã báo cảnh sát. Két sắt trong nhà bị người ta cậy mở, đồ đạc trong đó đều bị lấy đi hết, nghi ngờ là trộm cắp giết người. Dựa theo điều số 5 chương 339 của luật lệ Hồng Kông về tội giết người, bây giờ chúng tôi chính thức khởi tố anh về tội hiệp ước tự sát. Bây giờ lấy gì? Muốn chết hả? Dạ, bên bỏ dao xuống đi, không được, không được đâu. Dạ, không được. Tránh ra đi. Xe cấp cứu khi nào đến? Đang trên đường tới. Đừng bỏ lỡ Bằng chứng thép 5 phát sóng vào thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, chỉ có trên truyền hình Bến Tre.